coi trên YouTube á, rồi thấy giống bầu này nó nhiều trái quá, rồi ham mình đặt về mình trồng mà nó đạt hiệu quả hơn là mong muốn. Ồ, trái trái nó đẹp mà nó nhiều trái thích lắm. Mình bán chợ là mình biết là bầu mình đẹp hơn bầu của người ta luôn á. Mới trồng thử nên mà thấy đạt hiệu quả hơn là mong muốn, rồi chắc sẽ trồng nhiều hơn, dự định là mua hạt giống của công ty sẽ trồng nhiều hơn. Ở ngay đây không phải mấy trái anh Tâm. Có chục trái à? Mê không chị? Trái sao chị? Ôi, trái nhiều mà trái đẹp, ham lắm, mê lắm anh ơi. Sao kêu chồng nhiều nữa. Dạ. Xin chào quý bà con. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2022. Anh em công ty Sen Hồng đang có mặt ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đang ở ruộng vàng bầu của chủ nhà, chủ ruộng anh Tâm. Thì anh đang trồng cái giống bầu xì XH21 của công ty hạt giống Sen Hồng. Nay anh cũng hái được vài cứ đầu. Thì như bà con cũng đã biết là bà con có theo dõi kênh YouTube của công ty giống Sen Hồng, thì anh em cũng có chia sẻ lại các vùng trồng ở rất nhiều nơi. Thì hiện nay song song với các vùng trồng rau màu rất là lớn, thì cũng có những mô hình là tận dụng diện tích hẹp để trồng sen vườn đang cho kết quả rất là tốt. Và khu vực huyện Châu Thành thì chủ yếu là bà con khu vực này là đang làm số loại cây như là nhãn, xoài, là chanh. Thì ở đây như một số bà con có vườn có cái khoảng đất trống hoặc là muốn trồng sen qua các mương đồ thì có thể lên làm mô hình là dàn sen vô các mảnh đất vườn hoặc là một số ruộng trống, thì bà con có thể xen vô các loại như là bầu xị hay là bí đao khâu qua. Thì như anh Tâm đây là đang làm giống bầu xị H21 công ty Sen Hồng là đang cho kết quả rất là tốt. Và bây giờ thì Trung mời quý bà con xem cái mô hình trồng bầu xị Sen Hồng của anh Tâm. Thì đây là mô hình làm rẫy xen với vườn của anh Tâm. Đây anh có trồng nhãn rồi số loại cây khác, và anh cũng có tận dụng cái số diện tích trống hoặc là các bờ mương để anh làm dàn lên, để mời bà con tham khảo cái mô hình của anh Tâm. Thì hiện tại trong điều kiện thời tiết bây giờ là thời tiết rất là nắng nóng, không có mưa, nhưng mà giống bầu xị Sen Hồng H21 vẫn đang cho kết quả rất là tốt. Cành nhánh bò rất là khỏe, dây bò khỏe và ra lượng nụ, lượng trái rất là nhiều, rất là dễ đậu trái. Đây, mời bà con xem. Mời quý bà con xem dạng trái của giống bầu xị Sen Hồng. Giống bầu xị Sen Hồng dạng trái suông, trái bóng, có màu xanh nhạt, rất là đẹp, được thương lái rất là ưa chuộng. Và bà con có thể thấy là cây lượng trái rất là nhiều, thì bà con có thể thu hoạch cái dạng trái tầm khoảng 800-900 hoặc là đến 1 kg là vừa, cũng tùy theo thị trường, tùy theo thương lái thu mua. Dạ em chào anh Tâm nha. Thì anh Tâm cho em hỏi thăm là trước sau mà anh biết được cái giống bầu Sen Hồng mà mua về trồng trên cái mảnh vườn mình đây anh. Cũng coi trên YouTube á, thấy người ta trồng đạt, tìm hiểu mua về trồng. Mua về trồng thấy đạt không? Đạt nó hiện tại trái như vậy. À Thấy đạt. dạ dạ rồi anh Tâm, lúc mà anh Tâm mua hạt về anh Tâm làm đó, rồi anh thấy cái khả năng nảy mầm của giống như thế nào? Nó lên khoảng 99%. Rồi lên đạt vậy đó hả? Ừ. Dạ. Rồi cây con trong điều kiện mùa nắng này anh thấy nó khỏe không? Khỏe. Phát triển khỏe không? Khỏe. Dạ. À, rồi trước giờ anh Tâm trồng nhiều nhiều giống bầu chưa? Có hai giống mà lúc trước trồng cái bầu bầu Thái, bầu mà trái ngắn nó suông suông á. Dạ rồi quay qua anh trồng giống này anh thấy kết quả làm sao anh? Trái nhiều hơn, nhiều. Trái nhiều hơn. Nhiều hơn. Dạ. Rồi đạt về rồi vô sao có an tâm làm tiếp không? Làm nữa ạ. Làm nữa à? Ừ. Tại sao trồng nhiều hơn? Dạ. Rồi cảm ơn anh Tâm chia sẻ nha. Rồi. À, xin mời bà con mình nghe chỗ ý kiến của vợ anh Tâm đúng không chị? Dạ. Rồi chào chị. Rồi chị thấy giống bầu này trồng đạt không chị? À, cái giống bầu của Sen Hồng này thì nó trồng nó rất là nhiều trái, nó nhiều hơn mấy cái loại giống khác, tại vì lúc trước cũng có trồng rồi nhưng mà nó không có bằng hạt của Sen Hồng này. Coi trên YouTube á, rồi thấy giống bầu này nó nhiều trái quá, rồi ham mình đặt về mình trồng mà nó đạt hiệu quả hơn là mong muốn. Dạ. Chị dạ thấy trái như thế nào? Ồ, trái trái nó đẹp mà nó nhiều trái thích lắm. Trái
Dạ. Ờ, trái đẹp lắm, đẹp hơn giống bầu mà mình bán chợ là mình biết là bầu mình đẹp hơn bầu của người ta luôn á. À, cảm ơn ý kiến của chị tên gì? Em tên Như. Rồi, cảm ơn chị Như nha. Dạ. Rồi, cảm ơn ý kiến chia sẻ nhiệt tình cho chị Như nha. Dạ. Cũng là chỗ của anh Tâm. Dạ. Cảm ơn anh chị nhiều. Dạ. Bà con cũng đã biết thì đối với các loại rau màu khác nhau thì sẽ có những cái kỹ thuật trồng khác nhau. Thì như ở đây là anh Tâm đang trồng giống bầu xị thì anh làm khá là chuẩn cái kỹ thuật. Thì mời bà con coi cái khoảng cách trồng thì anh làm. Thì đây là cái khoảng cách trồng là khoảng gần 4 gang tay, nó khoảng 8 tấc. Cái khoảng cách này rất là hợp lý đối với cây bầu xị. Vì nếu mà bà con trồng quá, cái khoảng cách nó quá dày thì nó sẽ bị đập vàng và rất là dễ bị dập nụ. Khi mà cây con nó lên được khoảng tầm 7 lá thì bà con có thể tiến hành bấm ngọn và chừa lại 3 chèo. Như đây anh Tâm cũng đã làm rất là đúng nè. Đây là chèo nhất nè, chèo thứ hai và chèo thứ ba. Ba chèo đi lên thì cái cây sẽ bò khỏe và rất là dễ đậu trái ha. Nếu mà làm như vậy thì sẽ tăng độ thông thoáng và tăng khả năng đậu trái cho giống bầu của mình, cũng như là cho cái dạng trái màu sắc rất là đẹp. Thì như mà con thấy thì giống bầu xì sen hồng dạng trái suông có màu xanh nhạt, trái bóng rất là đẹp. Nếu mà bà con trồng mà nó rập quá thì trái bầu nó hơi có màu trắng thì nó rập đến sáng. Như bà con cũng đã thấy là trong điều kiện mùa nắng thì giống bầu công ty sen hồng là bò rất là khỏe, dây bò rất là khỏe và sức kháng bệnh là rất là tốt. Đối với các mảnh vườn mà có cái diện tích trống thì bà con có thể mạnh dạn trồng sen canh vô để có thêm thu nhập, hoặc là đối với các ruộng có diện tích lớn thì bà con cứ mạnh dạn đầu tư vào thì giống bầu xị này cho cái năng suất và cái kết quả rất là tốt. Cái bầu á, cái nói chung là nó đẹp hơn bầu của người ta. Rồi cái bán người chợ mình ta cũng thích nữa, người ta khen lắm. Dạ. Ta khen là cái bầu mà nó đẹp, mà cái giống cái trái cái hình dáng nó đẹp. Dạ. Nó đẹp hơn là bầu ngoài chợ mình nên người ta thích lắm. Dạ. Rồi với cái kết quả vậy rồi vụ sau anh chị có an tâm làm số lượng nhiều ra không? Dạ, chắc đợt sau này nếu mà trồng lợi chắc trồng nhiều hơn. Dạ, tại vì mới trồng thử nên mà thấy đạt hiệu quả hơn là mong muốn rồi chắc sẽ trồng nhiều hơn, dự định là mua hạt giống của công ty sẽ trồng nhiều hơn. Rồi, cảm ơn chị nha. Thì với cái mô hình trồng sen canh thì vẫn là cho cái kết quả rất là đạt. Cái này là một số bà con mình có thể gọi là lấy ngắn nuôi dài, cắt bầu rồi mua phân thuốc rải cho nhãn đâu ha. Rất là tốt. À, anh chị đây là đang cắt bầu. Ở ngay đây không, mà mấy trái anh Tâm? Có chục trái à. Mê không chị? Trái sao chị? Trái nhiều mà trái đẹp, ham lắm mê lắm mày ơi. Sao kêu chồng nhiều nữa. Dạ. Quá đẹp rồi. Trái đó chắc phải bụp luôn hả anh Tâm? Bụp luôn. Hết hồn. Dạ. Trái đẹp lắm. Trái nè. Kì đẹp. Bên đây rất là nhiều luôn. Cái đầu này vừa vậy anh. Mới anh Tâm. Có ngày mà vườn không á. Báo này tao ra đây tao dành trái rồi. Dạ.
mình tận dụng diện tích nhỏ này mình làm này thấy hiệu quả anh Tâm ha. Ừ, hiệu quả. Bữa nào cũng có tiền nha. Đây đây tôi đây nhỏ. Ôi sao nó con dây nó dài quá trời luôn á, cái trái nó vậy. Đây 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 xanh tâm đổ đâu? Đem qua xe. Đem xe đâu? Xe ở bên chỗ. Chiều qua nhìn chỗ này còn đá nghỉ nữa. Đi qua chỗ này nhiều lắm. Vậy hả? Ừ. Đi qua cắt một lấy trái chỗ này á. Em kẹt đi thôi lên sớm. Quá trời cái này nó nụ. Lên trên lên nụ giữ anh Tâm nha. Nó ra hoài vậy. Hôm nay chắc hai xe anh Tâm ha. Ngày để dài xe gì để càng mê chứ đâu có mệt anh Tâm. Dễ gì mệt nữa. Dễ gì mệt. Trong nhà còn trống góc trời không. Ừ. Không là... Đây là mô hình chen nhãn này, nhãn Thái hả chị? Nhãn Thái. Đó. Ido. Đây nhãn Ido nè. Những cái mô hình bà con có thấy trồng sen canh cho kết quả rất là đạt. Này là anh hùng trong lá ủ. Quá đẹp. Giờ anh Tâm biết thêm chi tiết về các sản phẩm của công ty hạt giống Sen Hồng thì mời quý bà con bấm đăng ký kênh và bấm cái nút chuông bên cạnh để bật cái thông báo khi mà anh em chia sẻ các sản phẩm mới hoặc các chương trình khuyến mãi thì bà con có thể cập nhật liền. Trên mỗi loại cây trồng thì có rất là nhiều sâu và bệnh hại khác nhau, anh em cũng không có thể chia sẻ hết được trên cái phóng sự ngắn này. Nếu mà bà con có thắc mắc gì về các loại sâu hoặc là bệnh hại trên các loại cây trồng rau màu thì bà con có thể liên hệ về số điện thoại của công ty trên màn hình và bà con liên hệ anh em sẽ tư vấn và hỗ trợ nó kỹ hơn, chi tiết hơn cho quý bà con nha. Cuối lời thì tôi cũng gửi lời cảm ơn tới quý bà con. Chúc quý bà con là luôn luôn được trúng mùa và trúng giá cùng với hạt giống Sen Hồng. Chung xin chào bà con nha.